Cụ bà U62 người Cao Bằng bất ngờ thay đổi di chúc khiến nhiều người tò mò. Câu chuyện thực hư như thế nào? Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên tôi không quên gửi tới cô chú anh chị các bạn gần xa một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gặp quý vị và các bạn với một thông tin nóng nhất vừa cập nhật. Nói đến cụ bà U62 người Cao Bằng tự nhiên bất ngờ thay đổi di chúc khiến rất nhiều người quan tâm và tò mò. Thì đây là một bài báo mà ngày hôm nay tôi sẽ trích ra để gửi tới cô chú anh chị các bạn hãy lắng nghe và theo dõi câu chuyện này. Thưa các bạn, nói đến cụ bà U62 thì chắc rằng ai cũng đã biết, nhưng cụ thì năm nay đã là 64 tuổi rồi. Và mối tình cặp vợ chồng của cụ 2 năm trời để lại rất nhiều tai tiếng. Và ngày hôm nay báo chí vào cuộc rất nhiều, nhất là những ngày trước là cụ đã hợp tác với một là hãng là bán bên đồ mỹ phẩm, và cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều lên án cũng cực kỳ rất là nhiều. Và câu chuyện của cụ thì luôn luôn là chủ đề nóng trên các là mặt báo, trên những kênh YouTube hàng ngày, phải không các bạn? Và ngày hôm nay tôi vừa cập nhật một thông tin mới nhất bất ngờ, đó là cụ U62 tuổi từng lập di chúc trước khi kết hôn nhưng đến bây giờ lại thay đổi, phải chăng là liên quan đến chồng trẻ hay không? Thông tin được là cụ bà U62 là người Cao Bằng tiết lộ về việc thay đổi di chúc khiến rất là nhiều người không khỏi tò mò. Thưa các bạn, nhìn lại chặng đường đời đã qua, cụ bà U62 tuổi đã viết cuộc đời như một là chuyến đi bao thăng trầm, bao sóng gió, bao chông gai, bao vui vẻ, bao khổ đau. Dù sao bên mình vẫn còn những người rất tốt và có là tâm luôn luôn hành động và lông luôn luôn động viên là hai vợ chồng của bà. Đó là bà nói nha các bạn. Nếu mình sai đã có pháp luật, còn người hại mình thì trời sẽ hại họ, miễn sao chồng mình luôn yêu thương chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, đó là mạn nguyện cuộc đời, không mơ ước gì hơn. Bà nói rất là mùi mẫn, phải không các bạn? Nhưng vợ chồng bà, hạnh phúc của bà, đó là điều rất là tốt. Nhưng nếu bà khép kín, bà không ba hoa, không phô trương thì không có ai đá động tới vợ chồng bà làm gì, cho là nó mệt, phải không các bạn? Tất cả là do bà, tất cả là do bà. Bà quá tự hào và bà làm trái với người Việt Nam của mình, tức là một người phụ nữ quá lớn tuổi mà lấy một người con, một người cháu, thì đó tất cả là mọi người thấy lạ, thấy sốc thì họ vào đó, họ chia sẻ, họ phân tích, họ bình luận, đó là quyền ngôn luận của những người, của người Việt Nam của chúng ta. Còn là xấu tốt thì cái việc đó là muôn thuở đó. Và đây có lẽ là những dòng tâm sự mà bà cụ U62 muốn tự là dặn bản thân và nhắn đến những người không thích mình. Bởi từ khi làm đám cưới linh đình với chồng trẻ vào năm 2018, cuộc sống đời tư của là cụ U62 và chồng phi công trẻ vấp phải rất nhiều bình luận, bàn tán không hay. Đó là điều chắc chắn, không phải riêng gì tôi,
90 triệu người dân Việt Nam, chưa kể là những Việt kiều ở ngoài, thì hết 70% họ đã không đồng ý, không chấp nhận về một cái mối tình với cặp vợ chồng này rồi. Tại vì cụ tự là vạch áo cho thiên hạ xem lưng. Và những 2 năm sau khi ngày cưới, vợ chồng của bà cụ U62 và chồng trẻ năm nay là 28 tuổi là vẫn có là sống bình thường. Và những người khác nhìn vào thì rất là hạnh phúc, đúng không các bạn? Thậm chí là nhiều người vẫn nói là mặn nồng như là một lúc mới yêu nhau. Và cách đây không lâu này, cặp đôi Đũa Lệch người Cao Bằng đó còn tổ chức là 2 năm về chung một nhà và tân gia một cái ngôi nhà là mới ở cạnh ngôi nhà cũ rách nát của bố mẹ chồng của chồng phi công trẻ này. Đó, căn nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng cha mẹ chồng thì nó ngược lại, thiếu thốn mọi bề. Đó các bạn, nên là những cái clip trước tôi cũng có nói về cái căn nhà này rồi. Và bên cạnh đó là bà cụ còn tiết lộ mới đây đã tiến hành thay đổi di chúc. Đây là một điều mới nha các bạn, có mấy tấm hình tôi có đăng đó các bạn. Đó, thay đổi di chúc. Và trước khi lấy chồng trẻ vào năm 2017, bà cụ U62 từng lên Hà Nội lập di chúc. Nhưng đến là mới đây này, và bà ta đã thay đổi bản di chúc lập trước đó. Tuy không nói rõ nội dung sửa đổi là gì, nhưng nhiều người đoán có liên quan đến là chồng trẻ trong phần là thừa kế. Có thể thấy dù vẫn đang rất là khỏe mạnh, yêu đời, nhưng cụ bà 62 này đã rất cẩn thận, lo chu toàn mọi việc để là tránh tranh chấp về sau này. Thì không biết cái là di chúc bà cụ gọi là mới thay đổi đây, à, không biết trong cái di chúc này có tên của là chồng phi công trẻ hay không, vì vẫn chưa là bị là bật mí nha các bạn, chưa bật mí đó. Và cái di chúc này bà đã sửa đổi rồi, là ngày 28/9 vừa rồi đó, là bà là thay đổi, không biết có một cái điểm báo gì đấy hay không. Đó, đây là mọi người rất là tò mò, không biết sao là cụ này là cụ lại viết là đó, thay đổi cái di chúc là sau kết hôn là ngày 28/9 năm 2020 này các bạn. Đó, bà là đã thay đổi rồi. Và không biết trong di chúc này thì có tên của là anh chàng chồng trẻ của cụ hiện tại hay không. Sau này lỡ cụ mà nhắm mắt xuôi tay đi rồi thì khỏi tranh chấp tài sản. Tại vì là cụ cũng có được một số tài sản là khá khá nha các bạn. Đó, khá khá, viết trong cũng rõ ràng. Đó, và cụ muốn để dành cho con cụ hay ai, chỉ trong di chúc thì chưa bật mí được. Mà cụ đã là công bố là đã thay đổi di chúc là sau kết hôn vào ngày 28/9 năm 2020. Đó, và nói thêm một chút xíu nữa là trước khi lấy vợ thì bên nhà chồng, mẹ của là phi công trẻ thua là cô dâu U62 này 5 tuổi. Đó, tức mẹ chồng thua nàng dâu 5 tuổi. Và bà mẹ chồng rất ao ước con mình lấy vợ có một đứa cháu để là ầm bế nối dõi tông đường. Nhưng làm sao có điều đó được? Mơ ước đó là mơ ước muôn thuở. Nếu còn sống với là cụ bà U64 này thì làm sao mà có con được? Cái tuổi đã là gần 70 rồi thì làm sao mà có con, phải không các bạn? Nên cái điều đó thì điều rất xa vời đối là mơ ước của bên phía là nhà chồng của là bà cụ U62 này. Đó, và cái di chúc này thì cụ đã thay đổi đó, và cụ đã lên Hà Nội và lập lại di chúc rồi. Và không biết trong di chúc thì có tên của là anh chồng trẻ hay không, cái điều đó thì cụ chắc là cụ giấu thì không bao giờ là cụ nói ra đâu. Đó, thì cũng mong sao chồng trẻ may mắn được một chút tài sản nếu trước khi cụ đã qua đời,
để là chồng trẻ có một chút làm vốn để mà cưới một người vợ khác, sinh con đẻ cái, nhưng ít nhất mà trời cho sống thì cụ cũng sống được mười mấy năm nữa. Đó ha, mười mấy năm nữa là thuộc dạng là lớn, cao đó là tôi cho là lớn lắm. Đó, nhưng mà đây là cái di chúc chị cậu tự nhiên đổi lên, không biết có cái điểm báo gì cho cụ hay không. Kêu điệu này thì là tôi cũng không hiểu sao. Đó, và ngày hôm nay thì tôi cập nhật được cái một cái thông tin này rất là mới, rất là ok, nên tôi là liền gửi tới cho là quý vị và các bạn biết về cái thông tin này liền. Và thứ hai nữa là mấy ngày này là trên các trang mạng xã hội, trên Facebook, cụ đang là hợp tác với một công ty mỹ phẩm để quảng bá, và cụ là một con người đang tai tiếng và mọi người đang nhìn vào rất là nhiều, nên cụ lấy cái đó đó để cụ phất lên, cụ kiếm tiền. Đây là quả một điều là cụ rất thông minh, nhưng mà kiếm tiền như cụ thì cũng là mệt lắm, đau đầu lắm, nhức lắm, đọc những comment là mệt mỏi lắm, nhưng cụ vẫn là bình thường, hiền ngang ha các bạn ha. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại, và tôi cũng chúc cho quý vị và các bạn luôn luôn bình an, mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc. Và tôi cũng rất cảm ơn các bạn luôn ủng hộ, đồng hành kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo.